Viêm cơ tim là tình trạng nhiễm trùng gây hoại tử, thoái hóa các tế bào cơ tim. Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm và có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Khi bệnh trở nặng, tim mất khả năng bơm máu, không thể đưa máu đến các phần khác của cơ thể, dẫn đến suy tim, đau tim, đột quỵ, thậm chí là tử vong. Các triệu chứng thường gặp là đau ngực, khó thở, loạn nhịp tim, mệt mỏi, sưng chân, mắt cá chân và bàn chân, da xanh hoặc xám bạc. Các triệu chứng của nhiễm virus như đau đầu, đau người, sốt, tiêu chảy, vân vân. Tất cả những cái dấu hiệu mà khi bệnh nhân có sốt này, hoặc có những dấu hiệu như đau ngực này, khó thở hay cứ bất thường thì chúng ta đều phải đến cơ sở y tế để chúng ta có thể thăm khám và chẩn đoán được bệnh. Nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất là do nhiễm virus, phần lớn là do virus Coxsackie nhóm B gây ra. Ngoài ra, bệnh còn có thể do nhiễm các vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng khác. Nhiễm độc hóa học do tiếp xúc với các hóa chất độc hại hoặc dị ứng với một số loại thuốc cũng có thể dẫn đến viêm cơ tim. Ở những bệnh nhân bị viêm cơ tim, nếu mà thể nhẹ thì bệnh nhân có thể được điều trị tốt thì sẽ hồi phục hoàn toàn. Bệnh viêm cơ tim không có cách phòng ngừa cụ thể, chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễm khuẩn thông thường như tránh tiếp xúc với những người mắc bệnh hay nghi ngờ mắc bệnh do virus gây ra, giữ gìn vệ sinh, thường xuyên rửa tay sạch sẽ, không sử dụng thuốc bất hợp pháp hay các thuốc không rõ nguồn gốc, tiêm phòng các bệnh rubella và cúm, những bệnh có thể gây biến chứng thành viêm cơ tim. Phòng bệnh viêm cơ tim để tránh những biến chứng nguy hiểm.